Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên đại học. Ông Huỳnh Công Tân là trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam. Bà Nguyễn Thị Mai Nhi là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng. Cô Lê Thị Thu Hà là nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, ra Tòa án Nhân dân cung cấp để xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo khoản 2 điều 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, thì khung hình phạt cho tội này sẽ nằm trong khoảng từ 2 cho đến 7 năm tù. Theo cáo trạng, thì từ khoảng tháng 3 của năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, trong đó có ông Nguyễn Võ Hoài Linh, tức là nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo, luật sư, thạc sĩ Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên là ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển là phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà. Để tăng uy tín và độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, thì bà Nguyễn Phương Hằng đã mời ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào những buổi livestream của mình. Khi bà Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, thì ông Quân cùng tương tác phát ngôn nội dung liên quan để góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Nguyễn Phương Hằng để thực hiện hành vi phạm tội. Ba bị can khác là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cũng khai là không có mâu thuẫn với những cá nhân bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm. Nhưng do là nhân viên và hưởng lương từ bà Nguyễn Phương Hằng, cho nên ba người này đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng, giúp sức cho bà tổ chức liên tục nhiều buổi livestream và đăng tải bài viết trên trang Facebook Hoàng Nhi và Hà Ly để xúc phạm các cá nhân Lê Thị Giàu và Trương Việt Hà. Ngoài ra, thì Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cũng khai nhận đã sử dụng điện thoại di động của cá nhân để soạn thảo, đăng tải bài viết, chia sẻ các buổi livestream có nội dung xúc phạm cá nhân cho bà Nguyễn Phương Hằng, chuẩn bị sân khấu để bà Hằng livestream, đăng tải nội dung bà Hằng trực tiếp livestream và phát ngôn xúc phạm cá nhân. Quá trình điều tra thì bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên. Cũng trong ngày 26 tháng 4 thì Tuổi Trẻ Online đã đưa tin bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày nữa cho đến ngày 5 tháng 5. Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố đã ra lệnh tạm giam 19 ngày đối với bà Phương Hằng kể từ ngày 7 tháng 4 cho đến ngày 25 tháng 4 để hoàn tất thủ tục truy tố. Sau đó thì bà Hằng lại tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày nữa đến ngày 5 tháng 5. Theo điều 240 của Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam quy định thì thời hạn quyết định việc truy tố trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện Kiểm sát phải ra một trong các quyết định truy tố bị can trước tòa, hoặc là trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, hay là đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ hoặc là tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Trong trường hợp cần thiết, thì Viện trưởng Viện Kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố, nhưng sẽ không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nghiên cứu mới cho thấy là thức ăn nhanh, khoai tây chiên, thức ăn đông lạnh và nước ngọt có ga có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Hơn 6 triệu người ở Hoa Kỳ từ 65 tuổi trở lên mắc chứng mất trí nhớ. Đến năm 2050 thì con số đó dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi là gần 13 triệu người. Nhưng một loạt các nghiên cứu mới cho thấy là bạn có thể giảm nguy cơ mất trí nhớ bằng cách
loại trừ các thực phẩm mà bạn chọn ăn. Mỗi miếng ăn vào miệng đều tạo nên sự khác biệt. Tiến sĩ Hariom Javi thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hệ Vi sinh vật USF cho biết là đường ruột ảnh hưởng đến sinh lý học của toàn bộ cơ thể. Hiện tại thì nghiên cứu mới cho thấy là nhiều người có thể tăng nguy cơ chứng mất trí nhớ vì những gì họ ăn vào cơ thể. Thủ phạm chính là thực phẩm siêu chế biến như là thức ăn nhanh, khoai tây chiên, đồ ăn đông lạnh và nước ngọt. Các nhà nghiên cứu ở Brazil cũng phát hiện ra rằng những người hấp thụ 20% lượng calo hàng ngày trở lên từ thực phẩm chế biến sẵn sẽ có tốc độ suy giảm nhận thức nhanh hơn 28% so với những người ít ăn thực phẩm chế biến sẵn. Điều đó có nghĩa là trong chế độ ăn tiêu chuẩn 2.000 calorie mỗi ngày thì thực phẩm chế biến trị giá 400 calorie có thể gây ra nhiều tác hại. Nhưng cũng có một tin tốt. Theo tiến sĩ Java cho biết, thì nếu như bạn ăn uống theo chế độ phù hợp, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ đó. Nếu bạn muốn tiếp tục ăn những thực phẩm chế biến sẵn mà bạn cho là ngon, thì bạn nên ăn kèm theo nhiều thực phẩm chưa chế biến như là trái cây, rau và ngũ cốc để chống lại nguy cơ liên quan đến thực phẩm chế biến. Một nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Đại học Brush cho thấy là những người tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn kiêng gọi là MIND trong 4 năm rưỡi, tập trung vào việc ăn chủ yếu là rau, cá, thịt gà, ngũ cốc nguyên hạt đã giảm được đến 53% nguy cơ bệnh Alzheimer. Các chuyên gia cho biết một con số khổng lồ là 58% những gì người Mỹ ăn đến từ thực phẩm siêu chế biến, ngay cả những lựa chọn thay thế dựa trên thực vật như là thịt làm từ thực vật vẫn có thể được chế biến ở mức độ cao. Vì vậy, có thể không cắt bỏ hoàn toàn thực phẩm đã qua chế biến. Các chuyên gia cho rằng tốt nhất là nên tập trung bổ sung thực phẩm chưa qua chế biến thay vì cắt bỏ thực phẩm đã qua chế biến hoàn toàn.